Mỗi người đều có một cách tiếp cận khác nhau cho một trận đấu như thế này. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm dù sao đây vẫn chỉ là một trận giao hữu. Có thể dư luận Việt Nam rất mong chờ một trận đấu tốt, kết quả tốt trước Trung Quốc. Đối thủ mà ở lần gặp nhau gần nhất vào ngày mùng 1 Tết, đội tuyển Việt Nam đã tạo nên một chiến thắng vang dội. Nhưng vấn đề của hai trận đấu hoàn toàn khác nhau. VLV Quang Tùng mở đầu cuộc trao đổi với chúng tôi về trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc vào tối nay 10 tháng 10. VLV Quang Tùng nói tiếp, cuộc đọ sức vào ngày mùng 1 Tết là trận đấu chính thức thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam khi ấy đã tập trung lực lượng tốt nhất để chơi một thứ bóng đá chất lượng, trong khi đối phương lại gặp khó khăn. Còn bây giờ, đội tuyển Việt Nam vừa trải qua chuỗi trận với kết quả hợp lý, trong khi tuyển Trung Quốc lại không đạt được thành tích như mong đợi. Nhưng xét cho cùng, điều đó không nói lên tất cả về chất lượng hai đội cho trận đấu lần này. Và hơn thế nữa, một trận đấu chính thức phải hơn một trận giao hữu. Mục tiêu của tuyển Việt Nam sẽ phải là những trận đấu tại vòng loại World Cup, chứ không phải một trận giao hữu. Trên thực tế, trong những ngày qua truyền thông Trung Quốc liên tục nhắc đến mục tiêu đòi lại món nợ để thua tuyển Việt Nam ở lần chạm trán gần nhất. Bản thân huấn luyện viên Jankovic của đội tuyển Trung Quốc cũng kỳ vọng có thể có được thắng lợi trong hai trận giao hữu với Việt Nam và Uzbekistan để tạo đà tâm lý cho vòng loại World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào tháng 11 tới. Tất nhiên trận đấu nào chúng ta cũng mong muốn đội nhà có được kết quả tốt, tiếp cận trận đấu trong một hình hài mà chúng ta chờ đợi. Dư luận Trung Quốc đòi hỏi kết quả như thế nào đó với đội bóng của họ, đó là chuyện bình thường. Vấn đề là ban huấn luyện và huấn luyện viên Chu Xie đặt vấn đề tiếp cận trận đấu như thế nào. Đội tuyển Việt Nam đang trong thời gian tìm tòi, tích lũy để hướng tới những trận đấu chính thức, thay vì cố tìm cách giải quyết vấn đề về kết quả ở một trận đấu cụ thể. Đây có phải trận đấu để thay đổi tất cả mọi chuyện đâu. Lộ trình đã được ban huấn luyện vạch ra và chúng ta phải tôn trọng điều đó. Nếu đây là một trận thắng, có kết quả hợp lý thì đó là biểu hiện của sự phát triển tích cực. Còn nếu có chững lại ở đâu đó thì đấy chính là chỗ đội tuyển Việt Nam cần rút kinh nghiệm và chỉnh sửa. Nếu đặt vấn đề rằng đội tuyển Việt Nam phải thắng bằng mọi giá sẽ là điều không hợp lý cho một trận giao hữu, dẫu cho trong thể thao ai cũng muốn thắng cả. So với trận gặp Trung Quốc gần nhất, lần tái đấu này sẽ chứng kiến nhiều sự thay đổi ở đội tuyển Việt Nam. Dễ thấy nhất chắc chắn nằm ở hàng thủ, khi cả bốn hậu vệ cánh quen thuộc dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo gồm Văn Thanh, Tấn Tài, Hồng Duy, Văn Hậu đều vắng mặt trong danh sách sang Trung Quốc. Nhiều khả năng, hai cầu thủ U23 là Minh Trọng và Văn Cường sẽ là những nhân tố mới nơi hành lang cánh của tuyển Việt Nam. Đồng thời, các cầu thủ như Tiến Anh, Đình Bắc, Văn Khang, Việt Hưng cũng có thể sẽ được trao cơ hội. Hậu vệ 20 tuổi Hồ Văn Cường nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Chu Xie trao nhiệm vụ nơi hành lang phải. Đó cũng là câu chuyện hết sức bình thường trong tình huống hiện tại. Với những cầu thủ kinh nghiệm, chúng ta sẽ có một cảm giác an toàn. Còn khi sử dụng người mới, cảm giác mọi thứ có phần mong manh hơn. Tuy nhiên với triết lý của huấn luyện viên Chu Xie, tôi lại nhìn câu chuyện ở hướng ngược lại, đó là lớp trẻ lại có phần quen hơn, có thời gian làm việc nhiều hơn và thích nghi hơn với ông ấy. Vấn đề không chỉ là triết lý lối chơi mà còn về tương lai lâu dài. Câu chuyện không chỉ ngắn hạn trong một tháng, hai tháng hay một năm, mà có thể phải là 5 năm. Chúng ta sẽ cần phải cân nhắc trước khi nhận xét những gì huấn luyện viên Chu Xie đang làm. Nếu cứ sử dụng những cầu thủ như Vũ Văn Thanh, Hồng Duy hay kể cả là Đoàn Văn Hậu, chuyện đó có tạo ra cảm giác gì khác ngoài những việc dùng những con người cũ đâu. Chúng ta sẽ cảm giác đội tuyển đang rất an toàn, nhưng lại không biết sau những đàn anh này thì lứa đàn em sẽ là ai và như thế nào. Và xét cho cùng, chúng ta vẫn phải quay trở lại với nhận định ban đầu rằng đây chỉ là một trận giao hữu. Trận đấu này không giúp thay đổi được điều gì nhiều ngoài một chút yếu tố về tinh thần và sự tự tin. Những trận đấu với Uzbekistan và Hàn Quốc sau đó cũng sẽ tiếp tục là quá trình tích lũy cần thiết của một đội tuyển Việt Nam đang đi lên, đang muốn chỉnh sửa lại cách tiếp cận trận đấu, triết lý chơi bóng. Vị BFV giàu kinh nghiệm nói tiếp, với nhiều người đó chỉ là sự điều chỉnh chiến thuật đơn thuần, nhưng với tôi đó lại là một chuyện không hề đơn giản với bóng đá Việt Nam. Xuất phát điểm của nền bóng đá chúng ta không phải ở mức độ cao. Bài toán này sẽ cần sự kiên nhẫn, mày mò và tích lũy của cả một quá trình.